Xin chào tất cả các bạn. Giới thiệu với mọi người tới với kênh Tới Những Mình Quê. Hôm nay chúng ta sẽ đi đón xuân ở trên một vùng quê Tây Bắc thuộc xã Gia Hội, thôn Lâm Vai. Và ở đây có những dân tộc về Thái, dân tộc Giấy. Và hôm nay chúng ta sẽ vào để ăn Tết cùng với gia đình, tất cả gia đình và những dân tộc trên này. Và chúng ta xem cái bản sắc văn hóa của người Thái ở trên này, người Giấy như này như nào. Và cái đặc điểm nổi bật hôm nay hơn nữa là hôm nay tôi sẽ đưa tới các bạn tới là khu vực Thác Tiên thuộc khu Lâm Vai Giáo Hội. Như đằng sau tôi chúng ta nhìn thấy đấy, hôm nay đi về thì tình cờ là qua gặp là các em người Thái Tây Bắc ở vùng Giáo Hội. Đi qua thì cũng nhờ em vào thì để cho người ta xem là đấy, trang phục của người Tây Bắc là như vậy. Xin chào mọi người. Các em muốn nói gì không? Hãy giới thiệu về quê đi nào. Tới Thác Tiên Lâm Vai Giáo Hội nhá. Chào đi. Đây. Chào mọi người nhá. Hãy tới với điểm hẹn Thác Tiên Giáo Hội. Chúng ta sẽ được sống trong bầu không khí trong lành. Được ăn món ăn của dân tộc Tây Bắc. Và đặc biệt hơn nữa là chúng ta sẽ được ngắm nhìn những bản sắc văn hóa dân tộc của quê hương Tây Bắc. Đây, như trước mặt tôi đây thì chúng ta cũng đấy. Đây là trang phục của dân tộc người Thái. Thì tất cả chúng ta biết rồi. Như chiếc khăn này, các bạn biết chiếc khăn này gì không? Nếu biết thì hãy comment phần bên dưới. Khăn này khăn gì nhỉ? Các em này khăn này gọi là khăn gì? Đúng rồi, chính xác là khăn phiêu. Bây giờ tất cả chúng ta hãy cùng đi với tôi xem là quê hương Tây Bắc ở người Thái ở Gia Hội họ sẽ ăn Tết như thế nào. Và trên khu vực Thác Tiên điểm hẹn sẽ đón khách ra sao. Xin mời tất cả các bạn cùng đi với tôi. Chúng ta đã được ngắm Thác Tiên của khu vực Lâm Vai Giáo Hội. Thì hôm nay cũng là ăn đầu xuân năm mới. Chúng ta sẽ lên đây. Dưới chúng ta là một khu nhà sàn rất là đẹp. Và chúng ta sẽ lên để thưởng thức cái hương vị ngày Tết và lên chúc Tết của một gia đình dân tộc Tây Bắc. Và chúng ta sẽ hôm nay tôi sẽ đưa các bạn để xem là cái lễ chúc rượu ngày Tết của đồng bào anh em dân tộc Tây Bắc rất là hay và rất là ý nghĩa. Như vừa đấy thì cũng được nghe rồi, thì là khi lên trên nhà chúc rượu thì lúc nào cũng phải có hai chén rượu chúc mừng khách. Thì cũng đang nghĩ là ví dụ như là mình mà lên một tầm 10 nhà thì mình sẽ uống bao nhiêu,
và các bạn sẽ đi cùng với tôi. Và hôm nay đồng hành với tôi là có em gái, em gái người dân tộc Tây Bắc, là cũng em cũng sống ở vùng này, sẽ đưa chúng ta để đi tìm hiểu dân tộc cũng như cái bản sắc văn hóa của Tây Bắc như thế nào. Chúng ta cùng đi theo tôi. Vâng, xin mời em. Đấy, cầu thang lên trên nhà. Hôm nay chúng ta sẽ lên vào xem một gia đình. Vâng. Đây. Xin chào nhá. Vâng. Vâng, chúc khỏe anh. Vâng ạ. Xin chào. Vâng, đầu xuân năm mới. Đầu xuân năm mới thì có bạn đến chơi. Thì là gia đình xin chúc sức khỏe bạn với lại đến thăm gia đình, thì gia đình rất cảm ơn. Vì hoa quá thôi, hôm em lên chơi gia đình thì chúc ai cũng sức khỏe nhá. Đây là các chị đang làm gì đây ạ? Chào mọi người nhá. Ai cũng sức khỏe nhá. Đây là các chị đang làm à? Đây là đang làm gì các chị ơi? Đấy chúng ta nhìn này, đây những cái máy quay sợi. Hôm nay là các chị cũng là các mẹ là dạy các con cháu là ngày Tết thì lúc nào cũng truyền đạt lại cho các con cháu là cách quay sợi để xe. Đây các cháu nó đang ngồi để xem đấy, đây để xem em hỏi. Vâng, rất là tuyệt vời, cũng là cái bản sắc ý nghĩa của dân tộc mình. Vâng, thôi hôm nay vào thì chúc khỏe anh nhá. Vâng. Đây là cái gì đây ạ? Bạn ơi, phong tục tập quán thì thứ nhất là chúng ta toàn thể gia đình. Phong tục tập quán của dân tộc ấy. Đấy, lên nhà cái này đấy, cả gia đình lúc nào cũng đến rất là quý khách. Có khách cứ đến nhà đầu xuân năm mới thì cũng có cái hai chén rượu để mà đại khái là để thứ nhất là để chúc sức khỏe giúp khách, và thứ hai đấy cũng là gia đình được gặp nhiều may mắn trong thời gian trong đầu xuân năm mới, thì trong một năm để có cái xu hướng phát triển của phong tục tập quán của người Thái. Nhưng sao mà chỉ có hai chén? Đấy, hai chén, hai chén. Sao lại chỉ có hai chén hả anh? Cái thứ nhất là cái hai chén này nó có cái quan điểm của nó, thì duy nhất là có hai chén là hai chân. Đấy, thứ nhất là phải hai chén. Đấy, thì là cứ hai chén. Thứ nhất là ra chủ mời nhá, thì là phải hai chén này, thì là mình phải uống cạn đấy, thì là một lôi này trước thì là mình mới gặp nhiều may mắn. Thế là cái này chỉ có một mình em uống thôi hả? Đầu tiên là khách đến là phải người khách trước ạ, thì sẽ lần lượt cứ mỗi người là đi từng xoay bồng vâng. Hai chén rượu này. Vâng, thôi thì hôm nay cũng lên trên gia đình thì gia chủ thì em cũng chưa hiểu cái phong tục tập quán lắm, nhưng mà thế này thì nếu mà hai chén đầy này thì cũng hơi căng, nhưng mà đấy thì anh có thể giải thích là cái ý nghĩa của hai chén này được không? Vâng, trong thứ nhất là đầu xuân năm mới lấy ra là phải uống hết và cho nó đầy đấy, nhưng mà cái tình cảm thì thôi thì theo công thức tập quán, nếu mà cho nó đầy quá ấy, thì là nó lại người nhấc lên nó lại bơi đi, nó sẽ cái nội ngoại nhiệt của nó sẽ bớt ra, thì không cho nó lung lay như thế nào ấy, thì cho nó hoàn chỉnh rót như thế này phải uống hết. Có nghĩa là cứ nên gia đình là phải làm một đôi. Vâng ạ. Vâng, thôi đầu xuân năm mới chúc anh cùng Thác Tiên điểm hẹn Tây Bắc có sức khỏe dồi dào, và em cũng xin đấy chúng ta này đấy một vào gia đình dân tộc Tây Bắc là như vậy. Thế là phải uống cạn hết à? Thế em xin phép nhá. Vâng. Cũng căng quá. Cũng cạn chưa ta? Vâng. Thế là phải uống hết nhá. Vâng, đúng, cảm ơn ạ. Một cái nữa bạn ơi. Thế đi thêm một cái nữa à? Một cái nữa. Phải một đôi, khách đến nhà cho một đôi năm mới. Có nghĩa là cũng là đầu xuân năm mới làm cái gì cũng cho nó cái mới, là mình phải dứt điểm. Đấy thì làm ăn nó mới trôi chảy ạ. Vâng ạ. Dứt điểm. Theo như phong tục tập quán của dân tộc Tây Bắc
là như vậy. À, cái tục lệ thì rất là tuyệt vời. Vâng, cảm ơn gia đình nhá, cảm ơn anh chị, cảm ơn tất cả các em rất nhiều. Vâng. Rồi. Hai chén này là căng đấy. Anh ạ, hai chén này căng đấy. Ôi, Thảo đó. Ôi, lại phải nhô phần nôi đi đâu. Ăn đấy. Chị má nhô phần nôi tí tí. Thảo ơi, chị ơi. Chúc khỏe nhá. Tại